Ôi cha mẹ ơi, nó ra rồi, xin nó dính rồi. Trong này tới hai củ mà nó dính được có một củ. Cái củ này nó giống như cục khoai mì vậy các bạn. Nó không nhìn nó tào lao lắm, nó không ra dáng gì trơn. Nó xuông đục rồi mà thấy bỏ là tiếc, nên cắt ghép đại, ghép mấy lần mới được. Bây giờ nó đâm chồi rồi. Xíu tự nó chết đi, hai cụ kia bị thúi trồng chung trong chậu luôn nè. Mình định lấy cái chậu này mình trồng cái cây khác á chứ, nhưng bây giờ nó ra rồi, nó cạy ra cho nó sống luôn này. Sống trong này luôn. Vui vui là vui quá, vui là vui ghê, vui không chỗ nào chi. Chơi nó ra đây, này ghép thường nó mới ghép năm nay, thì cái cũ này nó dễ bị tớp đó. Mình cắt cái mặt nó xong rồi để chừng ngày hai ngày cái đi chứ nó nhăn lại, nó không chịu. Ghép khó tại mình ghép dở nên cảm thấy khó. Ghép hoài luôn, ghép kiên nhẫn, ghép cắt nhỏ ghép giờ ghép nó mới dính, nhưng mà dính là ngon rồi. Để từ từ coi sao.